Chính sách tiền tệ cần đa mục tiêu, cân nhắc chuyển trạng thái từ chặt chẽ thận trọng sang nới lỏng thận trọng, hỗ trợ tăng trưởng. Đó là nhận định đáng chú ý được đưa ra tại diễn đàn Toàn cảnh Ngân hàng năm 2023 với chủ đề Điều hành chính sách tiền tệ trước biến số kinh tế toàn cầu vừa diễn ra sáng nay. Về tín dụng, dù tăng trưởng tín dụng đang rất chậm, song đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng nới lỏng tín dụng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến số khó lường, việc điều hành chính sách tiền tệ không cho phép thử. Các chuyên gia nhấn mạnh, riêng chính sách tiền tệ năm nay phải đa mục tiêu hơn, vì ngoài mục tiêu thông thường thì còn phải gánh mục tiêu ổn định hệ thống tiền tệ trong bối cảnh thế giới rất bất ổn. Năm nay, lạm phát không phải là yếu tố đáng lo ngại, mối lo đang nằm ở nguy cơ nợ xấu gia tăng. Phải ổn định cái hệ thống tài chính tiền tệ, bởi vì hiện nay là cái thị trường tài chính tiền tệ trên thế giới và Việt Nam chúng ta đã và đang có nhiều cái thay đổi, nhiều cái biến động hơn. Cho dù là lạm phát rồi lãi suất đang trong xu hướng giảm, nhưng nó rõ ràng nó còn ở mức là tương đối cao. Chính vì thế mà chính phủ và ngân hàng nhà nước cũng đã và đang quyết tâm, quyết liệt để chúng ta tiếp tục là giảm mặt bằng lãi suất. Trước mối lo chung của cộng đồng doanh nghiệp về khó tiếp cận nguồn vốn cũng như mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, các chuyên gia nhận định mong muốn giảm lãi suất là chính đáng, song còn phải tính tới sự ổn định vĩ mô, tỷ giá, ổn định hệ thống ngân hàng. Trong nước thì đối diện với cả cái tình trạng là cái khó khăn của các doanh nghiệp mà khả năng là nợ xấu là có những chiều hướng gia tăng. Vì vậy cho nên nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái việc điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là việc kiểm soát lạm phát cũng như là làm sao để tạo cái mặt bằng để nó giảm được là lãi suất đầu vào, thì không nên dành gói nào hết. Vì quan điểm của tôi là không có gói, mà là lĩnh vực nào có hiệu quả thì ngân hàng dành vốn đầu tư vào lĩnh vực đấy. Chứ nếu dùng gói là gì, chính sách, mà chính sách thì ngân hàng cũng thương mại là doanh nghiệp, mà doanh nghiệp thì không thể hỗ trợ doanh nghiệp bằng mã chính sách được. Nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến số bất định, nội tại nền kinh tế cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thì việc giảm lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng là những vấn đề cấp thiết cần đẩy nhanh. Đặc biệt, chính sách tiền tệ thì cần đa mục tiêu hơn, cân nhắc chuyển trạng thái từ chặt chẽ thận trọng sang nới lỏng thận trọng, hỗ trợ tăng trưởng.